Về xem vận mệnh và tài lộc, tình duyên, tính cách qua khuôn mặt. Với những cách xem tướng người để thấu hiểu về tính cách và vận mệnh của một con người khác, và khỏi cần phải đi xem bói đâu xa. Rất hoan hỷ chào đón các quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kiến thức tử vi của chúng tôi. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn vạn sự tốt lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, ông bà ta thường có câu trông mặt mà bắt hình dong. Vì vậy, với thông qua tướng mạo của một người mà ta có thể đoán định được phần nào về tính cách và vận mệnh, sướng khổ sang hiền của một người đó. Ở trong tương lai thì điều này không phải quan niệm về mê tín, bởi chính các chuyên gia về nhân tướng học nổi tiếng trên thế giới cũng phải công nhận rằng tướng là do tâm sinh. Mà muốn thấu hiểu được một người nào đó thì chúng ta cần phải nắm được về thuật xem tướng để nhìn thấu hiểu bên trong con người của họ. Và điều này thì cũng thường được người xưa áp dụng để chọn lựa bạn đời, hoặc là chọn lựa người tri kỷ, hoặc là chọn lựa người kết giao hợp tác làm ăn. Vậy bạn có tò mò muốn hiểu về cách xem tướng người chuẩn xác mà không cần phải đi xem bói hay không? Thì hãy để kiến thức tử vi chúng tôi bật mí cho các bạn hiểu ngay bây giờ nhé. Về xem vận mệnh và tài lộc qua khuôn tướng mặt. Với những nét tướng của người phụ nữ bất hạnh trong chuyện hôn nhân. Với những tướng phụ nữ bất hạnh trong những chuyện hôn nhân. Về thứ nhất là đối với người có chất tóc khô cứng. Với đa phần nữ giới là có chất tóc khô cứng đều là người có tính tình bướng bỉnh, rất dễ nóng giận. Người này hay bảo thủ nên ít khi được lòng mọi người xung quanh. Đồng thời, với sức hấp dẫn của người này cũng ở mức độ trung bình đối với người khác giới. Khi kết hôn thì thời gian đầu cuộc sống khá yên ấm vì người này chưa bị nhiều yếu tố chi phối. Tuy nhiên, sau một thời gian vì phải đối mặt với nhiều vấn đề tài chính, con cái thì từ đó tính cách ngang ngược của người này lại tái phát, khó có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Theo đó rất dễ gặp nhiều chuyện bất hạnh trong hôn nhân. Và các bạn thân mến, về thứ hai là đối với người có trán quá cao và rộng. Với những phụ nữ mà có trán quá cao và rộng thì thường là người có nhiều hoài bão, thích bay nhảy đây đó, có xu hướng hoạt động nhiều ở xã hội hơn là quan tâm đến gia đình. Người này rất thích hợp với công việc, sự nghiệp bao nhiêu thì lại tỷ lệ nghịch với cuộc sống hôn nhân bấy nhiêu. Nếu như kết hôn sớm rất dễ bị đổ vỡ, còn nếu kết hôn muộn thì khá hơn. Tuy nhiên thì vẫn cần phải sự nỗ lực hết mình, có thể dung hòa mọi việc đều trong cuộc sống thì cuộc sống hôn nhân của người này sẽ có phần thuận lợi hơn. Về thứ ba là đối với người mà có mắt lộ và hung quang. Đây là kiểu mắt khiến cho người khác nhìn vào đều cảm thấy sợ hãi và không muốn phải nhìn trực diện. Phụ nữ có tướng mắt lộ hung quang tức là lúc nào cũng sáng quắc lên, đùng đùng sát khí. Người này thiếu kiên nhẫn, tính tình nóng vội, chủ quan nên rất dễ phạm nhiều sai lầm. Còn trong chuyện hôn nhân thì lúc mà các mối quan hệ hòa hợp thì họ cũng có thể kiểm soát tốt được cảm xúc. Nhưng nếu mọi thứ trở nên phức tạp hay rối ren thì họ lại nổi cơn thịnh nộ, sẵn sàng san phẳng tất cả và bất chấp những hậu quả xảy ra. Về thứ năm là đối với người có gò má cao và lộ rõ. Ở phụ nữ mà có tướng gò má cao và lộ rõ thì thường là người khá hiếu thắng hay tư lợi cá nhân. Người này có tính ki bo, thu 10 chỉ muốn chi 1. Về trong nhân tướng học mà nói, đây là tướng sát phu, không mang lại điều tốt lành cho chồng con. Do đó người này có cuộc sống hôn nhân cũng rất nhiều sóng gió và rất thăng trầm. Về thứ năm là đối với người có sống mũi mà có đốt gồ lên. Người này là người có tính cách mạnh mẽ, tính bướng bỉnh, thậm chí có phần ngang ngược.
Một khi đã thích thứ gì là phải đạt cho bằng được, nếu không sẽ đạp đổ. Ngoài ra, họ còn có tính chủ quan cao, luôn coi mình là đúng và coi thường ý kiến của mọi người xung quanh. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân thì người này luôn có xu hướng làm chủ gia đình, chứ không chịu an phận thủ thường cho ai đó lãnh đạo hoặc là bị quản lý. Do đó, nếu người chồng không điềm tính thì hôn nhân tan vỡ, đó là điều không thể tránh. Về thứ sáu là đối với người có miệng và môi cong lên, với nữ giới mà môi cong là người có xu hướng hay buôn chuyện, buôn từ chuyện phải tới chuyện trái, từ chuyện nhà ra chuyện người, nên rất dễ gặp họa khẩu tiệt thị phi, tự rước những điều phiền phức và phiền toái cho chính mình. Người này khi đã kết hôn thì dù cố gắng hay kiềm chế những thói quen xấu này, nhưng chỉ được một thời gian rồi chứng nào sẽ tật đó. Nhiều những khả năng họ còn là nguyên nhân khiến cho các mối quan hệ hai bên gia đình bất hòa, từ đó cũng gặp không ít những trục trặc trong hạnh phúc hôn nhân của chính mình. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay. Về xem tướng mắt sách thì biết ngay những mặt trái tính cách nào đang ẩn giấu của những người có tướng mắt sách. Về trong xem tướng mắt sách thì những người có đuôi mắt nó rất lên thường là người có đặc điểm tính cách như thế nào, và nhân duyên của họ có tốt hay không. Với những người có đuôi mắt sách thì thường đem lại cho người khác một cảm giác rất khó gần. Ngay cả khi bạn chủ động tiếp cận thì có thể họ cũng sẽ có thái độ khá lạnh nhạt và rất kiêu ngạo. Vậy thì dưới góc độ của nhân tướng học thì đối với những người mắt sách thường có những đặc điểm và tính cách gì? Về thứ nhất là người này thường giở thủ đoạn với anh em bạn bè. Với con người muốn vươn lên và khẳng định vị trí của bản thân thì cũng phải nên dựa vào khả năng và chính sức lực của mình. Còn ai chiến thắng thì đó là người tài giỏi về thực sự. Còn với những người khác thì dù có thua cũng sẽ tâm phục và khẩu phục. Thế nhưng đối với những người có tướng mắt sách thì thường không muốn đi đường thẳng. Họ thích sử dụng thủ đoạn để mua chuộc những người khác hoặc hãm hại người khác hòng muốn con đường của mình đi được thuận lợi và dễ dàng hơn. Về xem tướng mắt sách thì vì lợi ích của bản thân, những người có đôi mắt này sẵn sàng dẹp bỏ những chướng ngại vật trên con đường của mình, cho dù đó là những người xa lạ hay là thân thiện hoặc bạn bè thân đi chăng nữa. Bởi điều mà họ quan tâm nhất vốn chỉ là được hoặc mất của chính mình mà thôi. Có nhiều khi càng là những người thân thiết, họ lại càng sử dụng những phương pháp mạnh tay, cốt chỉ để mình có một chỗ đứng cao hơn mà thôi. Tuy nhiên về thông thường thì sự phát triển của những người có đôi mắt như vậy thì thường không bền vững. Một khi có người phát hiện ra thì thủ đoạn của họ đã sử dụng thì rất có thể bao nhiêu những việc họ đã làm sẽ biến thành mây khói. Về thứ hai là người này có tính cách coi trọng lợi ích hơn bản thân. Đối với những người có đôi mắt sách thì vô cùng coi trọng lợi ích của bản thân mình, đặc biệt là trên lĩnh vực tiền bạc. Và có những người sẵn sàng làm tất cả mọi việc hòng chiếm lợi cho bản thân mình. Về trong nhân tướng học xem tướng về gương mặt thì những người như thế này thường quan niệm là người không vì mình thì trời tru đất diệt. Họ tin rằng chỉ có tiền bạc mới giúp mình khẳng định được vị trí của họ trong xã hội, mới có quyền phát ngôn, mới được những người khác tôn trọng. Thực ra thì người như thế này cần biết rằng tiền bạc không phải là tất cả. Những đức tính tốt đẹp mới là nguyên nhân khiến cho người khác và thực sự nể trọng mình. Về thứ ba là người này không quan tâm đến người khác bao giờ. Về trong nhân tướng học có nói về tướng người mắt sách, với những người mắt như thế này thường hay giở thủ đoạn. Dù họ có biết chắc là kết quả những việc mình làm sẽ gây tác động xấu đến như thế nào cho mọi người khác, nhưng họ thường có thái độ thờ ơ, không bao giờ quan tâm. Họ coi những đối thủ cạnh tranh của mình như cái gai trong mắt. Nếu không thể hãm hại được những người này ngay từ những cơ hội đầu tiên thì về sau chắc chắn sẽ rất khó giải quyết. Họ cảm thấy nếu như bây giờ nương tay với đối thủ thì ai mà biết được sau này
người đó quay trở lại trả thù mình hay không. Vì thế họ thường ra tay với những người khác bất chấp hậu quả, chỉ cần bản thân mình không gặp rắc rối về sau là được. Về thứ tư là với những tướng người này thì thường bị mọi người xa lánh. Sau khi xem tướng người mắt xích thì ai ai cũng biết được rằng người mắt xích rất ghê gớm. Chỉ cần họ quyết định ra tay thì việc gì cũng sẽ được như ý muốn. Còn những người khác chắc chắn sẽ phải gánh chịu những hậu quả rất thê lương. Nhưng nhiều khi biết là một chuyện, nhưng có cách để giải quyết mới là vấn đề, không lại là chuyện khác. Vì thế đa số mọi người sẽ chọn cách tránh xa những người có đôi mắt như thế này, không muốn mình trở thành một con mồi trong mắt của họ. Nếu có thể, mọi người thường không tin tưởng họ, không giao cho họ những cơ hội chính đáng. Khi gặp mặt cũng chỉ chào hỏi xã giao, chứ không giữ mối quan hệ thân thiết như mọi người khác. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè, hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an.